và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Bão lớn lại tiếp tục hoành hành ở California khiến cho ít nhất là 16 người thiệt mạng. Bão lớn tiếp tục hoành hành ở tại Cali vào hôm mùng 10 tháng Giêng, nâng tổng số người chết do cơn bão trong mấy ngày qua ở tiểu bang này lên đến là 16 người, theo nhật báo Rey Times đưa tin. Có hai trường hợp bị thiệt mạng mới nhất xảy ra vào sáng sớm thứ ba ở trong vụ tai nạn xe hơi ở trên xa lộ 99 ở Tulare County, khi mà cây lớn bị sét đánh ngã xuống đường. Những trận lũ lụt này làm chết nhiều người nhiều hơn cả do cháy rừng xảy ra. Tổng đốc Gavin Newsom cho hay trong buổi họp báo vào cuối tuần. Bão lớn gây mưa như chút khiến cho miền Nam California sáng sớm ngày thứ ba tiếp tục bị tàn phá, vùng đất đang bị ngập lụt và sạt lở đất đá. Vùng núi San Bernardino cũng bị mưa lớn, tính cho đến 5 giờ 45 phút sáng. Little Creek Mưa trên 5 inches. Ở dưới thấp hơn Cucamonga Canyon và Glen Helen Regional Park đều có mưa trên 2 inches. Thêm nhiều tuyến đường bị chặn do bị ngập lụt. Bộ Giao thông Vận tải California đã chặn lối đi trên xa lộ 57 về hướng bắc ở tại Imperial Highway bởi vì nước ngập. Pacific Coast Highway cũng đã bị chặn ở đoạn từ đường Warner tới Sea Point bởi vì nước ngập lần thứ nhì trong tuần qua. Tuyến tàu điện LA Metro Gold Line phải tạm ngừng hoạt động từ nhà ga South West cho tới South Pasadena bởi vì đất đá ở trên đường dày cần phải được sửa chữa. Giới chức công bố, xe bus được dùng để thay thế cho tàu điện ngầm giữa hai nhà ga đó. Hôm thứ Hai, Tổng thống Biden công bố tình trạng khẩn cấp để giúp chống bão và cứu trợ cho nhiều quận hạt, gồm có vài nơi ở miền Nam California. Một chiếc xe Tesla bị lạc tay lái rơi xuống hồ bơi ở Pasadena nhưng ba người trên xe đã được cứu thoát. Có hai vị nghĩa hiệp đã cứu thoát một bé trai 4 tuổi, người mẹ của em bé và bà ngoại của cháu bé sau khi một chiếc xe Tesla chở theo ba người này đụng qua bờ tường rồi lao xuống một hồ bơi trong một căn nhà ở thành phố Pasadena vào sáng thứ ba vừa qua. Theo nhật báo San Gabriel Valley Tribune thì lính cứu hỏa đã tới kiểm tra đứa bé ngay tại chỗ để đề phòng, thế nhưng không có ai phải được đưa vào bệnh viện. Phát ngôn viên của thành phố Pasadena loan báo sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tây tháng Giêng tại khu phố ở đường West California. Thay vì đạp thắng thì tài xế đã đạp lên chân gầu. Và sở cứu hỏa Pasadena cho hay lúc đó trời đang mưa, hai nhân viên của trường Pacific Oaks Children's School gần đó, bao gồm một giáo viên và một thợ bảo trì đã tới giải cứu tài xế và hai người khác bằng cách nhảy xuống hồ bơi, kéo những người này ra khỏi xe một cách kịp thời. Dường như không có ai có mặt trong căn nhà nói trên khi xảy ra tai nạn, và chiếc xe Tesla nói trên đã được đưa ra khỏi hồ bơi. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Southwest Airlines đang khuyến mãi vé máy bay chỉ có 49 Mỹ Kim. Tới thứ năm, cho chuyến bay khởi hành từ cuối tháng này cho đến mùa xuân. Theo USA Today đưa tin vào hôm thứ Ba mùng 10 tháng 3, Southwest là một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, là hãng hàng không giá rẻ nhất thế giới, tung ra một chương trình khuyến mãi sau đợt khủng hoảng mùa lễ vừa qua. Trong đó họ phải hủy đến hàng ngàn chuyến bay, khiến cho hành khách bị mắc kẹt trong suốt nhiều ngày. Trước đó, hãng này hứa bồi thường cho hành khách bị hủy hoặc là bị hoãn chuyến bay và hứa là sẽ có biện pháp tránh xảy ra khủng hoảng tương tự. Chương trình khuyến mãi của Southwest kéo dài đến 11 giờ 59 phút tối thứ năm tuần này. Giá vé một chiều thấp nhất là 49 Mỹ Kim cho chuyến bay từ 31 tháng Giêng cho đến ngày 17 tháng 5. Chương trình này không áp dụng cho ngày 16 và 20 tháng 2 và cũng không áp dụng cho chuyến bay quốc tế cũng như là những chuyến bay đi San Juan, Puerto Rico từ ngày 9 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4 và chuyến bay từ nội địa Hoa Kỳ đi Hawaii từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4. Chương trình khuyến mãi của Southwest chỉ áp dụng trong một số ngày cho vài tuyến nhất định, hầu hết là thứ ba và thứ tư. Tuần trước, thì hãng này thông báo với nhà đầu tư rằng họ dự trù đợt khủng hoảng vừa qua sẽ khiến cho họ lỗ khoảng chừng 825 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.